Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chi Dậu. Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc vào tối nay rồi và chúng ta tiếp tục lắng nghe tập 9 của bộ truyện Lấy em dâu làm vợ được viết bởi tác giả Hoàng Chi. Ngày hôm nay thì thật sự là đáng buồn cho cô gái Tâm An của chúng ta lại tiếp tục bị va đập và mất đi trí nhớ. Và ngày hôm nay thì cô ấy chả nhớ Khắc phàm là ai cả. Cô ấy trở về đúng với quỹ đạo làm vợ của Khắc Huy và mọi chuyện không thể nào đơn giản như vậy bởi vì Khắc Huy đã trở mặt. Chuyện gì lại xảy ra với Khắc Phàm và Tâm An đây? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay bây giờ. Và sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị ơi quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất nhiều. Và không để cho quý vị phải chờ đợi quá lâu, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết của tập 9 ngay bây giờ nhé. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. À... Kiến Văn và Dĩ Kiệt nghe như vậy Không thể làm gì ngoài nâng ly Lên vào uống cạn Trong căn phòng chỉ có ba người Bầu không khí yên tĩnh Chỉ còn tiếng va chạm của những chiếc ly Tâm An ở trên phòng Không thể nào chợp mắt Cô biết khắc phàm để cô ở đây Là muốn tốt cho cô Nhưng mà cô lại lo lắng cho anh rất nhiều Không biết sau khi anh đi rồi Cô lại cảm thấy bồn chồn khó chịu Lúc này điện thoại reo lên Đến xem thì là số của Trúc Thi Nghĩ chắc giờ này Trúc Thi gọi hỏi thăm Nên cô liền nhấc máy Alo chị nghe Trúc Thi đang ngồi trên xe Định hỏi nhà Tâm An để đến thăm cô Chị khỏe chưa Chị cho em địa chỉ em đến chơi À chị khỏe rồi Không phải đang trong giờ làm hay sao Mà em lại tới nhà chị chơi Em thôi việc rồi Sao lại thôi việc Lý do Trúc Thi mới kể cho cô nghe mọi chuyện xảy ra ở công ty ngay cả việc khắc phàm không còn làm chủ tịch. Tâm An nghe xong ngồi phịch xuống giường, cô thất thần, cô không biết chuyện gì đang xảy ra. Tại sao chuyện lớn như vậy mà anh không nói cho cô biết, còn Khắc Huy tại sao lại làm chủ tịch, không lẽ mọi việc đều do cô mà ra. Trục thì không nghe Tâm An nói gì thì hỏi ngay. Alo, chị An, chị còn cầm máy không? Ừ, chị còn. Mà giờ chị có việc rồi, hôm khác em hãy đến nhé. Dạ vâng ạ, à, em biết rồi. Tắt máy xong cô gọi ngay cho khắc phàm Nhưng lại không liên lạc được Lo lắng nên cô vội vàng thay đồ Để đi tìm anh Dưới nhà lúc này khắc huy được bà vú mở cửa cho vào Lúc thấy anh Ông Hùng có hơi bất ngờ Còn khắc huy vẫn giữ nề nếp Của một người con rể Đối với ba vợ của mình Dạ con chào ba Con ngồi đi Ba hay tin con khỏe lại Ba mừng lắm Dạ con cảm ơn ba Hôm nay con đến đây là con muốn đón vợ con về nhà. Ông Hùng không nghĩ rằng Khắc Huy lại nói thẳng ra như vậy. Mà chuyện đến nước này, ông không muốn con gái của mình bị chịu áp lực. Tầm an à nó chưa khỏe, nên con cứ để con bé ở lại đây ít hôm. Dạ không được đâu ạ, à. vợ con không khỏe con biết, nhưng mà con muốn được chăm sóc cho vợ con. Bà cũng muốn nói thẳng, chuyện hôn nhân của hai đứa không phải xuất phát từ tình cảm, cũng như là tự nguyện. Còn gặp tai nạn, tâm an nó chăm sóc con một thời gian dài. Hiển nhiên trên pháp lý, cả hai đứa cũng chưa có gì ràng buộc. Bây giờ con khỏe rồi, đó là chuyện đáng mừng. Nhưng mà còn vì tình cảm, cũng đã thay đổi. Bà nghĩ cả hai đứa nên giải thoát cho nhau, thì tốt hơn con ạ. À. Con không tán đồng việc ba nói. Con xem ba là ba vợ, nên con kính trọng. Nhưng không vì lẽ này, mà ba muốn nói gì cũng được chuyện vợ chồng con cứ để cho bọn con tự giải quyết còn yêu vợ con đó là chuyện không thể nào thay đổi mà thiết nghĩ làm một người ba thì ba nên nghĩ cho hạnh phúc của bọn con chứ tại sao ba lại muốn chia rẽ ba khiến con thất vọng còn trên pháp luật ý lúc đó con bị tai nạn chưa làm được nhưng chúng con đã bước vào lễ đường chúng con đã là vợ chồng giấy tờ chỉ là hình thức ba đã nói như vậy thì con sẽ đưa vợ con đi làm thủ tục ngay bây giờ ông hùng chỉ muốn nói để cho khắc huy thông suốt không nghĩ anh lại phản ứng gay gắt như vậy ông biết rõ mình sai nhưng vì hạnh phúc của con gái buộc ông phải quyết định như vậy lúc này khắc huy đứng lên rồi nói chắc là vợ con đang ở trên lầu để con lên con gặp cô ấy ông hùng định cản lại nhưng ông không ngăn được mà ông nghĩ nên để cho cả hai nói chuyện rõ ràng với nhau tâm an vừa bước ra khỏi phòng thì chạm mặt khắc huy cô kinh ngạc tại sao anh lại đến đây chứ anh đến đây vợ không vui à nhìn thấy biểu cảm này của khắc huy khiến cho tâm an cảm thấy sợ theo trực giác của cô cô vội vàng thụt lùi khắc huy thấy cô tạo khoảng cách như vậy ánh mắt của anh đen lại nhưng vẫn làm như không có chuyện gì anh nói tiếp anh đến đây đưa em về nhà mà vết thương của em thế nào rồi khắc huy định đưa tay chạm vào người của cô nhưng bị cô né tránh tôi không theo anh về đâu tôi khỏe rồi cảm ơn anh mình là vợ chồng tại sao em lại xa cách với anh như vậy anh thừa hiểu mối quan hệ của chúng ta mà tại sao đó là trước đây bây giờ anh khỏe rồi anh có thể cho em hạnh phúc hơn hết anh yêu em anh yêu em rất nhiều nhưng mà tôi không yêu anh trước kia như thế bây giờ tôi cũng vậy khắc huy không kiềm chế được anh nói lớn thế nên Em đi yêu chính anh chồng của mình sao Tình yêu là điều không thể nào lý giải Và càng không có đúng sai Không có đúng sai Vậy hai người đối với tôi như vậy là đúng hay sai Tâm An không muốn đôi co Nên cô cáo gắt Anh đi về đi Bây giờ tôi phải có việc Em định đi đâu Em đi tìm anh ta chứ gì Khắc Huy giữ lấy người của cô Còn cô cố gắng dãy rùa Anh buông tôi ra Một người giữ chặt một người thì cố chống cự để thoát ra Cả hai rằng co qua lại Tâm An dùng sức giật tay mình ra Do bất ngờ Khắc Huy không kịp phản ứng Nên khiến cho cô mất đà Ngã về sau Cô đập trúng cạnh cầu thang vết thương cũ chưa lành Giờ lại chịu tổn thương thêm một lần nữa Cô chỉ kịp la lên một tiếng Khắc Huy hốt hoảng chạy đến đỡ lấy cô Nhưng cô đã bất tỉnh Tâm An em tỉnh lại đi Anh xin lỗi Anh không cố ý Ông Hùng ở phòng khách nghe tiếng la, vội vàng chạy lên, chứng kiến con gái người đầy máu, ông hét lớn. "Chuyện gì thế này? Anh đã làm gì con gái của tôi?" "Không phải tại con thưa ba, do do cô ấy trượt chân ạ." À? "Bây giờ chưa biết lỗi do ai, việc cấp bách là phải đưa cô đi cấp cứu, nên ông Hùng nói ngay. "Chuyện đó để sau, giờ phải nhanh chóng đưa con bé đi bệnh viện." Khắc Huy bổng tâm an đi, máu từ người cô dính cả qua người của anh. Ông Hùng thì chạy theo sau. Bà Vũ phòng bếp nghe ôm sồm chạy lên thì bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Cô chủ, cô bị làm sao thế này? Bà coi ở nhà, tôi đến bệnh viện với con bé. Dạ vâng vâng. Ông Hùng chạy theo ra xe thì Khắc Huy cũng lên xe khởi động máy. Bà Vũ nhanh ra mở cổng. Sau khi đi rồi, bà chỉ biết chắp tay cầu nguyện. Lúc này ở bệnh viện, Tâm An được đưa vào phòng cấp cứu còn Khắc Huy và ông Hùng thì đứng bên ngoài chờ đợi. Cả hai ai cũng vô cùng lo lắng. Riêng Khắc Huy thì mang trong lòng sự tự trách dằn vặt bởi vì không tài anh thì cô không bị ngã. Khoảnh khắc vừa rồi thật sự đáng sợ. Tự hỏi liệu rằng bản thân có sai khi anh cưỡng ép cô về bên cạnh mình. Còn ông Hùng thì ngồi trên ghế hướng mắt về cánh cửa đang đóng kia. Bên trong là con gái của ông. Nhớ lại khi vợ ông mất ông gần như suy sụp nhưng ông phải dáng gắng gượng vì con thơ Nuôi con bao nhiêu năm khi con khôn lớn Chỉ mong con có thể hạnh phúc Nhưng giờ đây Thì lại dành giật sự sống với tử thần Ông thầm cầu nguyện Bà nó ơi Bà phải phù hộ cho con gái mình bình an Nếu còn có mệnh hệ gì Làm sao tôi còn mặt mũi Để gặp bà nơi chín suối đây Cả hai đều im lặng như thế Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng gần một tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng bật mở bác sĩ từ bên trong bước ra khắc huy vội vàng chạy nhanh đến hỏi bác sĩ vợ tôi thế nào rồi ạ à? bác sĩ con gái của tôi ra xa sao rồi nó không sao đúng không ạ à? bác sĩ chưa kịp trả lời ngay kéo khẩu trang lên mặt rồi chậm rãi nói bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng do bị tổn thương từ trước đó lại bị thêm nên ảnh hưởng đến não bộ. Máu bầm tụ lại, tuy đã được lấy ra, nhưng chắc chắn để lại một số di chứng. Di chứng? Di chứng là gì hả bác? Có thể bệnh nhân sẽ mất trí nhớ tạm thời. Ông Hùng nghe sau bàng hoàng. Mất trí nhớ sao? Đúng vậy, nhưng mà người nhà cứ yên tâm. Đây chỉ là điều tôi dự đoán. Trong cái tình trạng xấu nhất, còn chắc chắn phải đợi bệnh nhân tỉnh dậy. Cảm ơn bác bác sĩ rời đi rồi nhưng khắc huy vẫn đứng đó thất thần và tự lẩm bẩm trong miệng mất trí nhớ sao cô ấy sẽ bị mất trí nhớ sao cậu cũng nghe bác sĩ nói rồi đấy có thể con bé sẽ mất trí nhớ tôi nghĩ đến bước này cậu đừng có ép nó nữa tại sao ba nói như thế con không ép cô ấy ngược lại con rất yêu cô ấy ba nên hiểu chúng con là vợ chồng nếu như cô ấy mất trí nhớ chẳng phải là điều tốt hay sao Điều tốt cái gì? Con gái tôi bị như vậy mà cậu mở miệng nói tốt được à? Cậu có phải là con người hay không? Bà cứ bình tĩnh, bà nghe con nói. Hiện tại Tâm An là vợ con, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Còn việc cô ấy và anh con, nếu như cô ấy mất trí nhớ, chẳng phải là tốt hơn hay sao? Bà có nghĩ quan hệ của hai người đó sẽ bị lên án, miệng đòi rèm pha, thì đối với cô ấy là tốt hay sao? Bây giờ cô ấy không nhớ, thì cô ấy là vợ con, còn hứa còn sẽ yêu thương cô ấy. ông hùng nghe xong thì suy nghĩ, lời khắc huy nói không phải là không đúng. trước khi biết chuyện thì điều đó vẫn luôn là điều ông lo lắng. nhưng mà dù thế nào, con gái ông cũng không hề yêu khắc huy. liệu làm như vậy con gái ông có được hạnh phúc? cậu huy, cậu có chắc chắn là cậu yêu thương con gái của tôi không? con, con có thể thề. thôi được tôi sẽ tạm tin cậu, còn việc cậu nói có thể chờ tâm an tỉnh dậy rồi nói sau. cảm ơn ba. ở quán ba lúc này khắc phàm đã say, dù kiến văn cùng với dĩ kiệt có uống nhưng hai người còn tỉnh táo. này, bây giờ tính thế nào? cậu ta say men rồi đây, hay đưa cậu ấy về chỗ của cậu đi. Ừ, vậy cũng được. Thống nhất xong cả hai diêu khắc phàm ra khỏi quán ba và đưa về chỗ kiến văn. Ở bệnh viện lúc này tâm an có dấu hiệu tỉnh dậy. Ông Hùng và Khắc Huy thấy như vậy thì vui mừng. Còn cô thì mơ màng trước một màu trắng xóa. Đầu óc của cô hoàn toàn trống rỗng, giống như cô vừa trải qua một giấc ngủ rất dài. Em tỉnh dậy rồi sao? Con gái, con thấy thế nào? Nghe tiếng nói, cô đưa mắt nhìn đến hai người. Cô không hề có bất cứ ký ức nào tất cả đều hoàn toàn lạ lẫm hai người là ai còn tôi tôi là ai tại sao tôi không nhớ gì thế này tâm an cảm thấy đầu mình đau nhức khi cố gắng nhớ xem bản thân mình rốt cuộc là ai khắc huy nhìn cô như vậy thì chắc chắn rằng cô đã mất đi trí nhớ lúc nãy còn mặc cảm tội lỗi mà có suy nghĩ để cô tự do thì giờ đây khắc huy lại có một ý khác có thể đây chính là cơ hội mà ông trời ban cho anh để anh cùng cô bắt đầu lại từ đầu nắm lấy tay của cô anh nhỏ nhẹ anh tên là khắc huy anh là chồng của em bác sĩ nói do em bị tổn thương ở đầu nên tạm thời em mất trí nhớ còn đây là ba của em tâm an nhìn khắc huy với ánh mắt không khác gì một đứa trẻ anh là chồng của tôi sao còn đây là ba của tôi Ông Hùng nhìn con gái mà không khỏi xót xa, đôi mắt già nua đượm đỏ. Ba là ba của con đây, tội nghiệp con gái của ba. Ba, nhưng tại sao con không nhớ gì? Ngay cả bản thân của con là ai, con còn không nhớ? Con đừng kích động, đây chỉ là mất trí nhớ tạm thời. Thời gian sau này, con sẽ hồi phục, ngoan, nghe lời ba. Đúng rồi đấy, ba nói đúng, em nên nghe lời của ba. Em nghỉ ngơi thật nhiều để nhanh khỏe rồi anh đưa em về nhà nhé. Về nhà? Đúng vậy, em là vợ của anh, anh đưa em về nhà của chúng ta. Chẳng hiểu sao dù nghe Khắc Huy nói họ là vợ chồng, nhưng Tâm An lại không hề có một chút gì gọi là cảm giác thân thuộc, giống như cô bỏ lỡ một điều gì đó vô cùng quan trọng nhưng lại chẳng thể nào nhớ ra. Bây giờ em nằm xuống nghỉ ngơi nhé. Tâm An ngoan ngoãn nằm xuống giường. Sau đó chợp mắt ngủ thiếp đi Khắc Huy lúc này mới lên tiếng Cô ấy thật sự mất trí nhớ Không còn nhớ gì nữa Đây cũng là cơ hội Để con và cô ấy bắt đầu lại từ đầu Mọi chuyện trước kia Cũng đừng nhắc đến với cô ấy Ông Hùng thấy điều Khắc Huy nói cũng đúng Xem như vẹn cả đôi đường Mà cũng tốt cho tâm an Nên ông cũng gật đầu Vậy thôi được Cứ nghe theo cậu đi Con cảm ơn ba Ba về nhà nghỉ ngơi Ở đây có con lo cho vợ con rồi à Vậy thì phiền cậu Ông Hùng nhìn đến tâm an ngủ trên giường bệnh Ông thở dài lo lắng Ông mong quyết định của mình Sẽ không sai Bà Thanh lúc này ở nhà đang nóng ruột Đợi hai đứa con trai về Để hỏi rõ mọi chuyện Khi biết tin ở tập đoàn có sự thay đổi Bà bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra chờ mãi không ai trở về gọi điện không ai nghe máy lại càng khiến cho bà thêm lo lắng bà gọi thêm một lần nữa cho khắc huy thì nghe tiếng chuông đổ dạ con nghe con đi đâu bây giờ chưa về khắc phàm đâu con có việc riêng còn chuyện anh ta con không biết ơ hay nó là anh hai của con tại sao con nói năng kiểu gì thế à anh ta không phải là anh của con khắc huy con điên rồi à còn chuyện chủ tịch con lên thay thế là sao Chẳng phải anh hai con đang tiếp quản rất tốt à? Anh còn có năng lực, con chỉ cần bên cạnh giúp sức là được rồi. Mẹ, mẹ lúc nào cũng cho rằng anh ta tài giỏi, còn con chỉ là một đứa phá gia chi tử có đúng không? Con sẽ cho mẹ thấy, con không hề thua kém anh ta. Tập đoàn do con quản lý sẽ càng ngày càng phát triển. Bà Thanh bất ngờ trước sự thay đổi của Khắc Huy, bà luôn muốn cả hai anh em hòa thuận cùng nhau, nhưng dường như Khắc Huy đã có thành kiến với chính anh hai của mình. Mẹ không hề nghĩ vậy, nhưng con kinh nghiệm chưa đủ để có thể quản lý tập đoàn, nên con giao lại cho anh con đi. Tại sao con phải giao chứ? Con tốn bao nhiêu công sức mới có thể ngồi lên, mà tập đoàn nhà họ Phan mình không đến lượt một người ngoài như anh ta có tư cách tiếp quản. Con nói cái gì hả? Ai là người ngoài? Khắc Huy. Mẹ, mẹ còn định giấu con đến bao giờ? Anh ta vốn không phải là con của ba, càng không phải là anh của con." Khắc Huy nói xong thì tắt máy, bà Thanh gần như sốc trước lời nói của con. Bí mật này vốn không ai biết, chỉ ngoài ông Khải chồng bà, nhưng bà vô tình mấy năm về trước khắc phàm biết được, ta giận dỗi bà mà bỏ đi nước ngoài biển biệt bao nhiêu năm. Cứ tưởng là chôn vùi mãi mãi, tại sao bây giờ Khắc Huy lại biết chứ? Ngày trước bà Thanh chỉ là một cô gái bình thường, như bao nhiêu cô gái khác, bà có một mối tình đẹp ngây thơ trong sáng thời sinh viên, mang bao nhiêu viễn tưởng cho tương lai rực rỡ một màu hồng, thì bất ngờ biến cố lại xảy đến. Khi cả hai chuẩn bị gắn bó cùng nhau, bằng một đám cưới giản đơn, thì một tai nạn thảm khốc đã cướp đi người mà bà yêu. Tưởng chừng như sụp đổ, không thể sống nổi, thì bà lại biết tin mình mang thai. Thần gái một mình không nơi nương tựa, dọa lại thêm gánh nặng của một đứa trẻ khiến bà gần như bước vào ngõ cụt. Túng quẫn, bà tìm cách quyên sinh. Một mình bà đi bộ trong đêm khi trời đổ mưa lớn, cả người ướt đẫm, cây lạnh ngấm vào da vào thịt. Lúc định đến cầu gieo mình xuống dòng nước chảy xiết kia, bà đã ngất xỉu ngay bên đường. Khi tỉnh dậy thì bà phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện. Người đã cứu bà chính là ông Khải. Trước sự quan tâm chăm sóc tận tình của ông Khải, bà cũng dần dần bình phục, có thể vì nhan sắc hoặc đồng cảm hoàn cảnh của bà mà ông khải nhanh chóng có tình cảm với bà biết ông khải là một người giàu có còn bản thân chỉ là một người mẹ đơn thân hơn hết bà chưa quên được người cũ mặc cảm nên bà đã từ chối tình yêu của ông nhưng ông khải không bỏ cuộc ông đã dùng sự chân thành và làm bà cảm động dù chưa có thể yêu ông nhưng bà không muốn sống cảnh nghèo khổ cũng như lo cho tương lai của con mình nên bà đồng ý làm vợ ông cũng như có chỗ dựa nương cho bản thân và đứa con trong bụng mình. Dù bị xem thường từ chính người thân của gia đình ông Khải, cũng như hiểu rõ sự cạnh tranh tàn khốc trong cuộc chiến ngầm của một gia tộc giàu có, nhưng là một người đã trải qua quá nhiều thăng trầm nên đã luyện bà một sự mạnh mẽ. Bà đã lấy được lòng tin từ ba chồng cũng như giúp ông Khải trong sự nghiệp. Khi sinh khắc phàm, ông Khải rất yêu thương, xem anh như con ruột. Thấy ông như vậy, lòng bà lại càng thêm tội lỗi, bởi vì trước kia đã lợi dụng ông, trong khi ông thật lòng toàn tâm toàn ý với bà và cả đứa con riêng của mình. Sau đó 3 năm, bà mang thai và sinh ra Khắc Huy, dù vậy ông Khải không hề có sự phân biệt con riêng con chung, ngược lại đối với Khắc Phạm còn có phần hơn. Khi ông Thuận cũng là ba chồng của bà mất, thì gia tộc lại một phen nổi sóng, khi chức chủ tịch ông để lại cho ông Khải Riêng ông Tòng con của vợ sau là bà Hồng thì chỉ hưởng phần trăm cổ phần. Không hề cam tâm nên cả hai mẹ con từ đó ganh ghét ngấm ngầm, âm mưu, hỏng độc chiếm. Lúc đó ông Khải không muốn bất hòa, có ý nhường cho ông Tòng nhưng bà đã hết lời can ngăn. Anh cũng biết chú Tòng là người tham vọng ích kỷ, lại chả có năng lực gì. Anh giao tập đoàn cho chú ấy, như thế không phải là phí công sức của ba mình sao? nhưng anh không muốn vì gia sản mà anh em trong nhà lại không hòa thuận với nhau tình chú ấy đã vậy rồi dù anh có giao thì vẫn vậy anh nghe em nên làm theo di nguyện của bà trước sự thuyết phục của bà thì ông khải cũng đồng ý tiếp quản tập đoàn do có năng lực nên dưới sự dẫn dắt của ông khải tập đoàn phan thuận càng thêm lớn mạnh thời gian trôi qua nhanh lúc đó khắc phàm và khắc huy đều đã trưởng thành cả hai anh em hòa thuận yêu thương nhau khiến ông Khải cũng vui mừng. Chuyện khắc phàm không phải là con ông, thì xem như bí mật của cả hai người, nguyện chết đem theo xuống mồ. Nhưng mà vào một buổi tối, ông Khải vô tình thấy quyền nhật ký của bà. Bên trong có viết lúc đầu khi đến với ông, bà chỉ lợi dụng để thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Yêu bà hết lòng, nhưng đổi lại là sự lừa dối, khiến ông Khải không thể nào chấp nhận. Giữa hai người, cai vã. Bà cho rằng ông không tôn trọng, khi mà xem thứ riêng tư dù hai người đã là vợ chồng. Bà đó chỉ là trước đây, sau thời gian chung sống, bà cũng yêu ông, định đốt bỏ cuốn nhật ký nhưng mà chưa kịp làm thì bị ông phát hiện. Nóng giận tự khôn, không ai nhường ai, lúc đó ông Khải đã nói: "Thì ra trước giờ, bà chỉ xem tôi là một con cờ để bà lợi dụng, bà chưa hề yêu tôi, trong khi tôi hết lòng với bà." Ngay cả khắc phàm không phải là con của tôi Tôi cũng yêu thương thằng bé Xem nó chẳng khác gì con ruột của mình Ngay cả di chúc tôi chuẩn bị sẵn Là giao lại tập đoàn cho nó Chứ không phải là khắc huy Lúc này khắc phàm muốn định tìm cả hai Để bàn chuyện đi du học Anh vốn không muốn đi Nhưng vô tính nghe được tất cả Bàng hoàng sừng sốt và thất vọng về tình thân Đã khiến anh đưa ra một quyết định khác Cho chính mình Khác phàm thức dậy thì buổi sáng ngày hôm sau Mở mắt ra nhìn không gian trước mặt Anh biết đây là chỗ ở của Kiến Văn Nhớ lại hôm qua tâm trạng không tốt Nên có hẹn dĩ kiệt cùng Kiến Văn đi uống rượu Sau đó thì say Không còn nhớ gì nữa Đầu anh có chút đau Đưa tay lên xoa nguyệt hai thái dương Rồi lấy điện thoại ra Một màu đen thui nên anh mở máy lên Bên trong hiện rất nhiều cuộc gọi nhỡ Của cả Tâm An và bà Thanh Nghĩ chắc không liên lạc được nên khiến cô lo lắng Khắc Phạm gọi ngay cho cô Nhưng không được Anh đành gọi cho bà Thanh Mẹ gọi con ạ à? Con đã đi đâu mà cả đêm không về Về nhà ngay Mẹ có việc cần nói với con Dạ vâng, con biết rồi Tắt máy xong Khắc Phạm bước xuống giường Rồi đi vào phòng vệ sinh rửa mặt Sau đó đi ra ngoài Kiến Văn lúc này trong bếp đang làm bữa sáng Vừa nói chuyện điện thoại với Trúc Thi Vẻ mặt của anh rất là vui vẻ anh đang làm đồ ăn sáng cho khắc phàm Mà nay em không đi làm à Sao lại gọi anh giờ này Trúc Thi nằm lăn lộn trên giường Trả lời lại anh Em nghỉ việc rồi Mà sao anh khắc phàm Lại ở chỗ anh thế Hôm qua cậu ấy uống say Nên anh đưa tạm về chỗ anh ấy mà Chắc là do cậu ấy buồn Em cũng không biết tại sao Tập đoàn bây giờ đang rất rối Anh Phạm không còn làm chủ tịch Em cũng chả muốn ở lại Huống hồ Họ đề phòng muốn đổi vị trí của em. Đúng rồi đấy, em nghỉ việc là đúng. Hay qua làm cho anh nhé, mình lại có thời gian gần nhau. Em đến đấy mắc công ấy, bị anh hai dòm ngó, quản thúc. Tạm thời em muốn nghỉ ngơi, sau đó em tính tiếp vậy. Em sợ cái gì? Có anh cơ mà. Anh không sợ anh hai của em à? Kiến Văn không phải không sợ, chỉ là trước người yêu, anh không muốn mất mặt. Ở công ty, dù sao anh cũng là chủ. Vậy để em suy nghĩ nhé. Này, mới sáng sớm, cậu nói chuyện với ai thế?" Khắc Phạm ra phòng khách, không thấy ai mà nghe tiếng nói vọng ra từ trong bếp nên đi vào. Kiến Văn mải mê nói chuyện điện thoại mà không hề biết sự có mặt của anh, nên Khắc Phạm lên tiếng. Kiến Văn nhìn qua thấy anh, vội vàng nói nhỏ. "Vậy thôi em coi dậy ăn sáng, tối anh đưa em đi chơi nhé." "Dạ vâng, em chưa muốn dậy, em ngủ tiếp đây." Trong bộ dạng của cậu kia, có cần lỗ liễu đến mức như vậy không? Kệ tôi Mà khi yêu cậu còn hơn cả tôi chứ Bữa sáng xong rồi đấy Cậu đến mà ăn đi Thôi bây giờ tôi phải đi Mà cậu đưa tôi về nhà Của cậu à Cậu còn hỏi à uống cái gì mà say mèn Lần đầu tiên tôi thấy cậu như vậy Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết thôi Ừ biết rồi Cảm ơn cậu Nói xong khắc phàm xoay người đi thẳng ra bên ngoài Kiến văn nhìn đồ ăn sáng mà mình cất công chuẩn bị Thì nói theo cậu không ăn à? phí công cả buổi sáng của tôi, rồi cả cái đống này, làm sao tôi ăn hết đây? mặc kệ cho kiến văn cằn nhằn câu có, khắc phàm đã ra đến cửa và đi mất rồi. anh không vội về nhà mà lái xe đến chỗ ông hùng để gặp tâm an. do buổi sáng sớm, lúc này ông hùng còn đang ở trước sân tập thể dục, nghe tiếng chuông ông mới ra xem. nhìn thấy khắc phàm, ông có chút khó xử dạ cháu đến gặp tâm an một chút con bé nó không có ở đây vậy cô ấy ở đâu hả à, bác bây giờ nó đang ở trong bệnh viện tại sao cô ấy lại ở trong bệnh viện à đã xảy ra chuyện gì hả à, bác ông hùng không tiện nói nhiều ông chỉ nói một câu nó không cẩn thận nên bị ngã trúng đầu mà cậu cứ đến đấy thì cậu hiểu nhưng trước tiên ấy có điều này tôi cần nói với cậu dạ có gì bác cứ nói tôi biết là cậu yêu con gái của tôi nhưng có một số chuyện định sẵn không theo ý của mình chỉ bằng làm xáo trộn mọi thứ cơ để nó trở lại đúng với quỹ đạo ban đầu cậu thương nó thì cậu nên hiểu cho nó biết đâu là tốt cho con bé khắc phàm có chút không thông khi mà lúc trước ông đã đồng ý chuyện của hai người còn bây giờ là những lời nói như thế này ý bác là sao cháu không hiểu. Cậu đến bệnh viện đi, cậu sẽ hiểu những gì mà tôi nói. Khắc Phạm không nói nữa. Theo như ông Hùng cho biết, thì anh đến thẳng bệnh viện. Ở phòng bệnh lúc này tâm an cũng thức dậy. Khắc Huy chuẩn bị cháo sữa cho cô. Nào, anh đút cháo cho em ăn nhé. Không hiểu tại sao trước sự quan tâm của Khắc Huy, cô lại có sự bài xích, dù là anh nói rằng anh là chồng của cô. Anh cứ để đấy, em tự ăn được rồi. Khắc Huy cũng không muốn ép cô, nên đưa cháo cho cô tự ăn. Chút nữa chờ bác sĩ khám lại cho em. Nếu không có gì, anh đưa em về nhà. Tâm An vừa nhìn, vừa nói. Chúng ta là vợ chồng, vậy chúng ta có hạnh phúc không? Tại sao em hỏi thế? Anh yêu em rất nhiều, và em cũng vậy. Bởi vậy chúng ta vô cùng hạnh phúc. Nhưng em không nhớ gì cả không sao từ từ rồi em sẽ nhớ lúc này cửa phòng bệnh mở ra bác sĩ và y tá bước vào bây giờ tôi phải kiểm tra cho bệnh nhân tâm an cũng không muốn ăn nữa nên khắc huy đem dẹp rồi nói ngay em nằm xuống cho bác sĩ khám nhé tâm an ngoan ngoãn nghe lời sau khi xem qua vết thương cũng như một số thứ cần thiết thì bác sĩ lên tiếng bệnh nhân xem ra không có gì đáng ngại ngoài việc mất trí nhớ tạm thời bệnh nhân có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi nên nhớ không được làm cho bệnh nhân kích động cảm ơn bác sĩ anh theo y tá lấy thuốc và làm thủ tục đi tôi biết rồi bác sĩ căn dặn xong thì rời đi kha huy lúc này nói với tâm an em chờ anh một chút anh sẽ quay lại ngay Khắc phạm sau khi hỏi được phòng bệnh của cô thì anh nhanh chóng đi đến thấy cửa phòng bệnh chỉ khép hờ nên anh bước vào Tâm An lúc này đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Cô cố gắng để nhớ lại chút gì đó về ký ức, nhưng hoàn toàn không được. Mọi thứ chẳng khác gì một tờ giấy trắng. Thấy một mình cô ngồi đó, khắc phàm tự trách. Lúc cô gặp chuyện, anh lại không thể bên cạnh. Anh nhẹ nhàng đi đến, đưa tay ôm lấy cô. Anh xin lỗi. Tâm An giật mình khi bị ôm, liền tỏ thái độ tự vệ. Giơ tay ra, nói với anh. Anh làm gì thế? Anh tránh xa tôi ra Tưởng là cô đang giận dỗi Nên khắc phàm dỗ dành cô Anh xin lỗi Không phải không muốn nghe máy của em Mà có một số việc xảy ra Khiến tâm trạng của anh không tốt Nên anh có đi uống rượu dài sầu Mà có chuyện gì em nói cho anh biết đi Tại sao em bị ngã chứ Anh là ai thế? Tại sao anh nói với tôi những lời khó hiểu như vậy? Khắc phàm nghe xong sừng sốt Cứ cho rằng cô còn giận mình Đang đùa với mình Em làm sao thế này? Em còn giận anh à? Anh biết lỗi rồi mà. Tại sao tôi phải giận anh chứ? Mà tôi hỏi, anh là ai? Lần này nhìn cô khắc phàm cảm thấy dường như cô không phải nói đùa với mình. Hơn hết ánh mắt đó của cô đối với anh giống như một người xa lạ, cảm nhận thấy sự bất thường, khắc phàm kích động hỏi. Tầm an em làm sao thế? Ngay cả anh, em không nhận ra sao? Em quên chúng ta là gì của nhau rồi à? Tâm An đối với người đàn ông trước mặt hoàn toàn lạ lẫm, nhưng mà có cái gì đó khiến cho cô cảm giác tin tưởng, không bài xích, giống như người chồng của mình. Nhưng cô không thể lý giải là tại sao. Anh quen tôi à? Mà anh nói chúng ta là gì của nhau? Tôi thật sự không nhớ gì cả. Em không nhớ gì sao? Em là người phụ nữ của anh. Anh yêu em. Và em cũng yêu anh. Tôi yêu anh á. Nhưng mà tôi đã có chồng rồi cơ mà đúng em yêu anh và anh cũng rất rất yêu em nhìn sâu thẳm trong đáy mắt của anh cô cảm nhận được có cái gì đó ẩn chứa bên trong có cái điều gì vô cùng quen thuộc tâm an cố gắng suy nghĩ nhưng không nhớ được gì còn làm cho đầu cô đau nhức đưa tay ôm lấy đầu mình cô nói trong đau đớn không tôi đau đầu quá tâm an tâm an à em làm sao thế này Khắc Phạm nhìn cô như vậy Trái tim của anh như bóp nghẹn Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra Không lẽ cô bị ngã Tổn thương tiếp ở phần đầu Nên mới dẫn đến mất trí nhớ Cô đã quên cả anh Nhưng lúc nãy cô nói Mình có chồng là như thế nào Không nhẽ Anh làm gì vợ của tôi thế à Anh tránh xa vợ tôi ngay Khắc Huy trở lại Nhìn thấy Khắc Phạm thì kích động chạy đến Xô anh ngã ra khắc huy ôm chầm lấy tâm an và nói không sao anh đây anh về rồi tâm an không nghĩ ngợi thì đầu cô cũng bớt đau cô nhìn khắc huy rồi hướng đến khắc phàm và hỏi anh ta là ai đó là anh trai của anh cũng là anh chồng của em anh hai á nhưng nhưng lúc nãy anh ta nói rõ ràng khi nãy anh nói giữa anh và cô yêu nhau nhưng tại sao bây giờ lại đổi thành là anh chồng và em dâu nếu vậy, tại sao có thể yêu nhau được chứ? Em đừng nghe những gì anh ta nói, anh ta là người xấu, muốn chia cắt vợ chồng mình, cho nên em phải tránh xa anh ta ra. Khắc Phạm lúc này không chịu đựng được, tiến đến nắm lấy cổ áo của Khắc Huy, giận dữ. Em đang nói cái gì thế hả? Em đã làm gì cô ấy? Tôi nói không sai, chúng tôi là vợ chồng, cho nên anh đừng có đến gần vợ tôi. Tốt nhất đi. Anh tránh xa cô ra một chút. Khắc Phạm không kìm được mà giáng một nắm đấm vào mặt của Khắc Huy, khiến miệng của anh chảy máu. Tầm an thấy như vậy thì hoàng sợ, bước đến đỡ Khắc Huy. Anh có sao không? Đưa tay chùi máu trên miệng, Khắc Huy nói. Anh không sao. Tại sao anh dám đánh chồng tôi? Anh là người xấu. Mời anh, mời anh rời khỏi đây. Tâm An nhìn đến Khắc Phàm và nói. Lời cô nói chẳng khác gì một con dao đang ghim vào trái tim của anh, bị chính người mình yêu nhất xua đuổi. Hơn hết cô không nhớ gì đến anh, còn gì đau hơn chứ? khác Phàm gần như suy sụp, tất cả mọi thứ có thể anh không cần, nhưng chỉ có cô là được. Khắc Huy tự đắc nói ngay. Anh nghe rồi chứ? Anh nên rời khỏi đây, tốt nhất là đi càng xa càng tốt, đừng có phiền đến cuộc sống của chúng tôi. Khắc Phạm không để tâm đến những gì Khắc Huy nói. Anh nhìn Tâm An và hỏi cô. An à, thật sự em không nhớ anh là sao? Tại sao chứ? Không hiểu sao nhìn người đàn ông trước mặt thống khổ mà lòng của cô lại vô cùng khó chịu. Trước câu hỏi đó, cô chỉ biết lắc đầu. Khắc Phạm thấy vậy thì xoay người cất bước. Những bước chân nặng chịu cùng với cõi lòng tan nát mà rời đi. Giờ đây anh nhớ lại lời ông Hùng nói thì ra ý ông muốn anh để cho cô bình yên với hiện tại lý do là vì như vậy sao nhìn bóng lưng cô độc dần khuất sau cánh cửa nước mắt của tâm an lặng lẽ rơi xuống tại sao tại sao trái tim của cô lại đau như thế này bây giờ anh đưa em về nhà tâm an lặng lẽ gật đầu mà không nói gì mặc cho khắc huy soạn đồ rồi đưa mình xuất viện còn khắc phàm rời khỏi phòng. Nhưng anh chưa đi ngay, anh đứng ở một góc khuất gần đó, lặng lẽ vào phòng bệnh của cô cho đến lúc thấy cô bên cạnh khắc Huy đi ra. Yêu cô, dù biết đoạn đường đó không hề dễ dàng, nhưng anh hạ quyết tâm rằng anh sẽ che chở bảo vệ cho cô đến cùng, sẽ nắm chặt tay cô để vượt qua tất cả. Nhưng giờ đây, đã có một thứ cản trở, không phải do cô hay là do anh, mà do ông trời. Anh tự hỏi, tại sao ông trời lại đối với anh như vậy? Và tại sao lại để cho cô quên đi anh chứ? Không kìm được tâm trạng, Khắc phàm đưa tay đấm mạnh vào bức tường, máu theo đó chảy dài xuống. Vậy mà anh lại chẳng hề cảm nhận chút gì là đau đớn. Có chăng là nó không thể nào thấm gì so với nỗi đau trong lòng của anh. Khắc Huy đưa tâm an về nhà, suốt đoạn đường cô không nói gì. Trong đầu cứ nhớ đến dáng vẻ của khắc phàm lúc ở trong phòng bệnh. Lúc bước xuống xe, khắc huy định đỡ cô nhưng cô từ chối, tự mình đi xuống. Vào nhà bà Thanh đang ngồi trong phòng khách, sắc mặt có vẻ mệt mỏi. Khắc Huy nói với Tâm An Đây là mẹ Em chào mẹ đi Dạ con chào mẹ Bà Thanh nhìn thấy như vậy Thì hỏi ngay Có chuyện gì thế Dạ để con đưa vợ con lên phòng rồi con nói chuyện với mẹ sau nói xong khắc huy đưa tâm an lên phòng bà thanh nhìn theo mà chả hiểu chuyện gì một lúc sau anh trở xuống ngồi đối diện với bà thanh dạ thưa mẹ cô ấy hiện tại mất trí nhớ nên có nhiều việc ngay cả mẹ hay con đều không nhớ được bà thanh kinh ngạc cái gì cơ nó bị mất trí nhớ dạ vâng trước mắt có chuyện quan trọng hơn nên bà thanh gạt ngang mà thôi chuyện này để sau nói giờ con nói cho mẹ nghe chuyện tập đoàn là thế nào chẳng phải con nói rõ ràng với mẹ qua điện thoại rồi sao bây giờ tập đoàn là do con quản lý nhưng anh hai con thì sao chẳng phải lúc trước anh ta bên nước ngoài cũng có sự nghiệp sao bây giờ anh ta cứ về bên đó thôi khắc huy con nói như vậy mà nghe được sao dù gì đó là anh trai của con nên anh con được quyền thừa hưởng gia sản nhà họ phan không lý gì con lại bảo anh con ra ngoài sống tự lập con nói rồi anh ta không phải là anh trai của con đây là nhà họ phan mọi thứ của phan ra không đến lượt một người ngoài như anh ta hưởng lợi con im ngay bà thanh không chịu được thái độ của khắc huy bà đã dáng cho anh một bạt tai nhìn bà khắc huy thản nhiên nói như vừa rồi không có bạt tai nào hết sự thật thì vẫn như vậy thôi mẹ mẹ có muốn giấu cũng chẳng bao giờ thay đổi được việc anh ta không phải là con ruột của ba lúc này điện thoại trong người của khắc huy reo lên lấy ra xem là số của ông tòng anh liền nghe máy chú gọi con có cái gì không muốn chúc mừng hôm nay con nhậm chức nên chú muốn tiếp đãi con một bữa cơm bây giờ luôn ạ à? ừ chú đợi con ở nhà hàng X nhé dạ vâng con nói chuyện với ai thế là chú tòng thưa mẹ tại sao con lại dính dáng với ông ta con còn không hiểu Lòng dạo của ông ta như thế nào sao Điều đó còn rõ hơn ai hết Mẹ đừng có lo Ông ta cho là lợi dụng con Nhưng mà một ngày không xa Con nhất định phản đòn Cho ông ta nếm mùi gậy ông đập lưng ông Khắc Huy Con muốn làm cái gì Việc của con mẹ đừng có bận tâm Bây giờ con ra ngoài Tâm an cần nghỉ ngơi Đừng ai làm phiền cô ấy Khắc Huy nói xong thì đi thẳng ra ngoài Bà Thanh nhìn theo mà bất lực. Bà trước giờ luôn cho mình thành công khi lèo lái tập đoàn của chồng rất tốt, nuôi dạy hai đứa con trưởng thành. Nhưng giờ đây bà đã sai. Bà đúng là một người mẹ thất bại khi chứng kiến hai núm ruột của mình đang đối nghịch với nhau. Lúc này ở nhà hàng Bảo Quyên đang ngồi cạnh, vuốt ve, bệ đỡ ông Tòng. Anh hẹn ai đến đây à? Đó là cháu anh, cũng là một con cờ tốt. Bảo Quyên là một người thông minh Nên vừa nghe cô ta hiểu ngay Vậy là anh đang lợi dụng cháu của mình Để nó làm việc cho anh sao Em đúng là rất thông minh Nhưng mà anh lại không thích Bên cạnh quan trọng ấy, Là phải khiến anh vui vẻ Thì cái gì anh cũng chiều Bảo Quyên cạ cặp ngực vào người ông ta ống hẹo Bàn tay đặt lên ngực mơn trớn Người ta thì lúc nào Mà chả khiến cho anh sung sướng Nhưng mà Em cũng muốn giúp anh một phần trong công việc. Đấy, em đừng lo, vì mọi thứ anh nắm gọn trong lòng bàn tay rồi. Cho dù nó có ngồi để giữ được cái chức chủ tịch, nhưng chẳng khác gì con bồ nhìn, bởi vì quyền hành đều do anh nắm giữ. Anh sẽ cho người đàn bà đó thấy rằng hai đứa con trai của bà ta sẽ tương tàn với nhau. Bảo Quyền nghe vậy thì chỉ im lặng chấp nhận bên cạnh ông Tòng cũng vì tiền bạc mà thôi. Chứ đối với lão giả như ông ta thì cô làm gì có tình cảm ngay lúc này cánh cửa mở ra khắc huy bước vào vừa nhìn thấy anh bảo quyên đã kinh ngạc khẩu hình miệng mở lên là anh ấy sao khắc huy nhìn thấy cô cũng hơi sượng lại nhưng nhanh sau đó nhích môi cười xem như không có chuyện gì mà chào hỏi ông tòng dạ chào chú cháu ngồi xuống đi khắc huy ngồi xuống ghế từ lúc anh bước vào thì Bảo Quyên không hề rời mắt khỏi anh. Lúc này ông Tòng mới cầm ly rượu lên. Chúc mừng cháu. Cảm ơn chú. Mọi sự đều là phần lớn nhờ chú à. Mình là người nhà nên cháu đừng khách sáo như vậy. Khắc Huy trong lòng tỏ ra xem thường lời nói của ông Tòng nhưng ngoài mặt thì anh phải giả vờ cười cười nói nói. Chú có số dự án rất hời. Ngày mai đưa cho cháu xem qua để phê duyệt đảm bảo đem lợi đến cho tập đoàn. Cháu mới lên làm chủ tịch, cũng cần phải làm cái gì đó để thể hiện năng lực, để những người khác ấy không có cớ nói ra nói vào. Thật ra Khắc Huy hiểu rõ, ông Tổng chỉ là đang hướng đến lợi ích cho bản thân mà thôi, chưa làm gì mà tốt với anh như vậy. Nhưng trước mặt, phải nghe theo ông ta, nên Khắc Huy gật đầu. Dạ ngày mai chú có đưa qua cho cháu xem, mà cháu đi vệ sinh một chút khắc huy đứng lên đi ra khỏi phòng bảo quyên im lặng nãy giờ cũng tìm cớ đi theo cô ta quay qua nói với ông tòng em ra ngoài một chút em đi đâu người bên công ty gọi cho em chẳng phải em nghỉ ở đấy rồi sao người ta gọi đến làm gì em không biết để em ra ngoài em nghe xem thế nào nhé bảo quyên trước khi đi không quên hôn lên má của ông tòng một cái khiến cho ông ta cười nói vui vẻ ừm em đi đi Khắc Huy đi vệ sinh xong chờ ra. Anh có chút bất ngờ khi bắt gặp Bảo Quyên ở ngay trước lối ra. Anh vốn định làm lơ, nhưng cô ta lên tiếng. Anh có khỏe không? Nói đến thì tôi phải cảm ơn cô. Nếu như ngày đó cô không bỏ tôi, thì làm sao tôi có được như ngày hôm nay? Bảo Quyên luôn tiếc nuối. Khi xưa vì tham vọng mà rời bỏ Khắc Huy, không phải cô không yêu anh, mà chỉ là vật chất đối với cô quan trọng hơn tất thảy trải qua bao nhiêu năm xong đuổi thì bảo quyên nhận ra rằng mình bỏ anh là một sai lầm rất lớn hơn hết bây giờ anh còn là chủ tịch của một tập đoàn lớn cùng vẻ ngoài thì anh hơn hẳn một lão già như ông tòng năm đó em có lý do bất đắc dĩ khắc huy à em còn yêu anh rất nhiều chưa giây phút nào em quên anh cả còn khắc huy đối với một người phụ bạc như bảo quyên anh đã chết tâm từ lâu rồi Có thể lúc đầu anh còn nhung nhớ Nhưng rồi cũng vì vậy Anh mới gặp tai nạn Xém mất đi cả mạng sống Giờ đây trong lòng của anh Chỉ có mỗi mình tâm an mà thôi Cô vừa nói gì? Yêu tôi á? Cô nói mà không biết ngượng mồm à? Người mà cô nên nói yêu ấy, Là người đàn ông ở trong căn phòng kia kìa Không Đối với ông ta Em chỉ bị ép buộc mà thôi không ai có thể ép buộc cô, chỉ trừ tiền bạc." Khắc Huy nói xong định quay người đi thì Bảo Quyên đưa tay ôm lấy anh, Khắc Huy khó chịu. "Cô làm cái trò gì thế hả?" "Anh Huy, chúng ta làm lại từ đầu có được không? Giống như ngày xưa, em và anh vui vẻ hạnh phúc đến nhường nào." "Cô nghĩ đi, một ly nước đổ đi rồi thì có thể hốt lại được sao? Trong khi chính cô dập bỏ cả cái ly còn gì?" Nhưng em có thể giúp anh cơ mà Cô giúp tôi Nhưng xin lỗi cô Tôi không cần Nhưng ông ta chỉ muốn lợi dụng anh Để làm cho ông ta mà thôi Em có thể giúp anh Lật đổ ông ta Khả Quỳ vẫn đang nghĩ cách để phản đòn ông Tòng Nhưng lại chưa tìm ra cách Giờ bảo quên nói như vậy Thì dại gì mà anh không đồng ý Cô vừa nói cái gì Là cô tình nguyện sao Đúng Em tình nguyện và em mong anh cho em cơ hội để được về bên anh này đợi xong chuyện thì sau đó mới nói được bảo quyền nghe lời nói này thì vui trong lòng cô ta nghĩ chỉ khi giúp cho khắc huy thì anh sẽ về bên cô hơn hết cô ta tự tin vào nhan sắc của mình sau khi bàn bạc bà kế sách xong xuôi hai người chia nhau trở lại để tránh cho ông tổng nghi ngờ khắc huy vào thì nói ngay dạ thưa chú cháu có việc nên xin phép cháu về trước. Sao lại về sớm thế, ở lại uống với chú thêm vài ly, hôm nay là ngày vui cơ mà." Cầm lấy ly rượu đưa lên, Khắc Huy nói. "Dạ ly rượu này cháu kinh chú, xem như tạ lỗi ạ." À? Ông Tòng thấy như vậy thì không giữ anh lại được, uống cạn ly rượu rồi Khắc Huy mới rời đi. Ra đến cửa thì chạm mặt Bảo Quyên, nhưng anh lướt qua người cô như một người xa lạ. Thấy cô bước vào Ông Tòng hỏi ngay. Có chuyện gì mà em đi lâu thế hả? À? Tại công ty muốn em đi làm lại, nhưng em từ chối rồi. Bảo Quyên ngồi trên đùi ông Tòng, bàn tay của cô ta không ngừng làm loạn. Anh giữ sức nuôi em, em đi làm làm gì chứ? Em bây giờ chỉ việc gắng sinh cho anh một đứa con trai. Thật ra, em có chuyện này muốn nói với anh. Có chuyện gì? Em Em bị trễ mấy ngày rồi Ông Tòng lúc đầu không hiểu Sau đó thì cười tươi và nói ngay Vậy là sao? Vậy là em có à? Ừ, hình như là như thế Em chưa chắc Với lại em chưa có thử Em giỏi lắm Không uổng công anh chiều chuộng em Ông Tòng hôn lấy hôn để lên mặt của Bảo Quyên Rồi lần xuống đến cổ của cô Nhưng Bảo Quyên khó chịu Đẩy ông ta ra Kìa anh, anh đừng làm vậy Nhỡ ảnh hưởng đến con à anh xin lỗi thế bây giờ anh đưa em về nhé nói xong ông tòng bồng bào quyên lên và rời khỏi nhà hàng trong lòng ông ta ánh mắt của cô hiện lên toan tính sâu xa khắc phàm trở về nhà thì trời đã tối rời khỏi bệnh viện anh lái xe trong vô định bước vào nhà với sắc mặt mệt mỏi nhưng cũng không giấu được nỗi buồn tuyệt vọng ẩn sâu dưới đáy mắt phòng khách vắng lặng anh ngồi xuống ghế tựa lưng mà nhắm mắt lại. Tầm An khi được Khắc Huy đưa về nhà thì đưa cô lên phòng của anh trước khi đi còn dặn cô cứ nghỉ ngơi. Ngủ sau một giấc cô mới thức dậy thì thấy trời đã tối. Phòng không có đèn cô hoảng sợ nên la lớn. Khắc phàm nghe được liền chạy lên mở cửa đi vào thì thấy cô co do so ở một góc giường cúi đầu ôm lấy chân. Biết cô sợ bóng tối anh mở đèn rồi đến bên cạnh cô. Không sao nữa em đừng có sợ căn phòng sáng bừng lên cô dần dần ổn định lại tâm trạng của mình cô ngước mặt lên nhìn anh chẳng hiểu sao khi nhìn thấy anh cô lại có cảm giác an toàn đến kỳ lạ nhưng anh là anh chồng của cô cơ mà anh hai em cảm ơn anh một tiếng anh hai từ cô sao mà lạ lẫm nó cũng như bức tường ngăn cách hai người kìm nén nỗi đau khi trái tim đang rỉ máu khắc phàm trầm giọng nói không có gì. Mà em khỏe chưa? Dạ, em cũng khỏe rồi. Nhìn cô anh không kiềm chế được, muốn đưa tay chạm lên gương mặt nhỏ của cô, nhưng hành động đó đã dừng lại khi mà cô thụt lùi né tránh. "Thôi, em nghỉ ngơi đi." Khắc Phạm xoay người đi ra khỏi phòng, hai tay của anh đang nắm chặt với nhau, ánh mắt bao phủ một sắc lạnh đến bi thương, lúc định về phòng mình thì anh lại chạm mặt bà Thanh. Còn vào phòng mẹ, chúng ta nói chuyện một chút. Theo bà Thanh vào trong phòng, ngồi xuống ghế, bà Thanh lên tiếng. Khắc phàm này, giữa hai anh em con có chuyện gì giấu mẹ, có đúng không? Chuyện của anh và cô còn có cả khắc huy là chuyện riêng của ba người. Huống gì anh cũng có quyết định khác, không muốn phức tạp thêm để rồi cô phải chịu thêm khổ đau nên khắc phàm trả lời mẹ dạ không có gì đâu mẹ con đừng có lừa gạt mẹ nếu như không có thì tại sao thằng huy nó lại liên quan đến chú của con còn làm chủ tịch tập đoàn chứ thì tập đoàn vốn dĩ của khắc huy bây giờ con trả lại cho nó nhưng con cũng có phần trong khi chú con chắc chắn là có âm mưu gì đó với khắc huy rồi con lấy tư cách gì để nói có phần hả à mẹ mẹ hiểu rõ hơn ai hết mà bây giờ khắc huy nó cũng biết hết cả rồi Dù vậy thì sao Bà con vẫn thương con Xem con là con ruột Đó là chuyện quá khứ Mẹ có lỗi với ba con Nhưng con không có liên quan gì Ba con cũng tin tưởng Mới quyết định giao lại tập đoàn cho con Nhưng khi đó con lại giận mẹ Con nhất quyết đòi ra nước ngoài Vì biết ba thương con Nên con mới thấy mình có lỗi Con càng không muốn nhận ân huệ Từ ba nữa Mà con có câu hỏi này con muốn hỏi mẹ từ lâu con muốn hỏi gì nào ba ruột của con là ai ạ à? bà thành nghe khắc phàm hỏi gương mặt của bà trầm xuống quá khứ đau buồn đó bà vốn không hề muốn nhắc lại bà con đã mất vì một tai nạn lúc đó ông ấy vẫn chưa hề biết đến sự có mặt của con trên cõi đời này khắc phàm nghe xong không nói gì kết quả này không phải anh chưa từng nghĩ đến chỉ là anh không dám tin mà thôi mẹ đến với bà khải con lúc đầu tuy là muốn thay đổi số phận thật nhưng dần dần chung sống mẹ cũng có tình cảm với ông ấy nhìn ông ấy thương con mẹ cũng vô cùng cảm động nhưng mẹ không nghĩ ông ấy lại đọc được nhật ký rồi cho rằng mẹ lừa dối sau đó quyết định từ bỏ tất cả mà tu hành bây giờ anh em con lại như thế này Chẳng mẹ đi tìm gặp ông ấy Quay về một lần để khuyên can Nói cho thằng Khắc Huy nó hiểu Thôi mẹ Mẹ đừng làm phiền đến cuộc sống yên tĩnh của ba Tập đoàn cứ để cho Khắc Huy Con tin rằng nó quản lý tốt Con chỉ sợ về phía ông ta thôi Bởi vì ông ta không phải đơn giản Còn Khắc Huy lại một lòng muốn trả thù con Vậy thì con càng không thể để cho em con nó lầm đường lạc lối Bây giờ con nói gì Nó đâu có nghe đâu mà con quyết định rồi. Con sẽ trở về bên đó. Sao? Con lại qua đó ư? Con muốn bỏ mẹ sao? Đáng lẽ con không nên trở về. Bây giờ con trả lại tất cả mọi thứ. Đáng lẽ con không nên trở về. Bây giờ con nên trả lại tất cả mọi thứ, đúng với vị trí ban đầu mà thôi. Khắc Phạm nói xong đứng lên lặng lẽ ra khỏi phòng, bà Thanh chỉ muốn gia đình có thể sống vui vẻ bên nhau do có tuổi nên bà cũng thay đổi cách nghĩ không tranh đua với đời chỉ muốn quãng đời còn lại yên bình bên con cháu nhưng giờ con trai bà lại muốn bỏ bà mà đi giọt nước mắt từ lúc nào đã lăn dài xuống gương mặt đã xuất hiện những nếp nhăn mà thời gian để lại cho dù bà có báo dưỡng tốt đến đâu Khắc Huy trở về mở cửa phòng nhìn thấy Tâm An đang ngồi trên giường hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ anh nhẹ nhàng đi đến và hỏi em không nghỉ sao hôm nay em ngủ hơi nhiều bây giờ em không buồn ngủ và em ăn gì chưa anh kêu người làm làm gì cho em ăn nhé em ăn rồi á à? khắc phàm ngồi xuống giường nắm lấy tay của cô chờ anh giải quyết xong hết mọi chuyện anh tổ chức lễ cưới bù đắp cho em sau đó chúng ta đi du lịch nhé chẳng phải anh nói chúng ta là vợ chồng rồi sao bây giờ lại làm lễ cưới Trước kia do có chút việc Nên làm đơn giản Bây giờ anh muốn bù đắp lại cho em Tâm An nghe vậy cũng không nói gì Vì những gì mà Khắc Huy nói Cô không có chút gợi nhớ nào trong đầu cả Bây giờ em nghỉ ngơi cho khỏe Em vừa mới xuất viện thôi Vậy còn anh ạ à? Biết cô cần thời gian thích ứng Nên Khắc Huy cũng nói ngay Vốn anh và em phải ngủ cùng nhau Nhưng bây giờ em đang mất trí nhớ nên anh ngủ ở sofa nhé Tâm An nghe vậy thì yên tâm gật đầu rồi nằm xuống giường Kéo chăn đắp lên Cô nhớ đến lúc nãy thấy phòng mình sợ Nên cô nói ngay Anh để đèn sáng cho em Em sợ bóng tối Tại sao em lại sợ bóng tối Em không biết Ừ anh biết rồi Vậy em ngủ đi Khi Tâm An nhắm mắt ngủ rồi Khắc Huy vẫn còn ngồi bên cạnh cô Nhìn cô rất lâu Trong đầu của anh hiện lên một kế hoạch đó chính là hạ ván ông Tòng xong Anh sẽ tổ chức đám cưới long trọng cho cô Bây giờ cô không còn nhớ gì Anh tin rằng thời gian sau này Cô sẽ chấp nhận mình Cũng trong lúc này trong phòng tắm Bảo Quyên bước ra Còn ông Tòng thì đang nóng lòng chờ đợi kết quả Nhìn thấy cô bước ra ông hỏi ngay Thế nào Bảo Quyền đưa cái que thử thai hiện lên hai vạch cho ông ta. Đấy, anh tự xem đi. Ông Tòng nhìn vào chả biết cái gì, như thế này là có hay không? Chúc mừng anh, anh sắp được làm ba rồi. Ông Tòng vui mừng ôm chầm lấy Bảo Quyên quay vòng vòng. Ông ta đã mong đợi cái ngày này từ rất lâu. Hạ muốn con trai trong lòng ông ta chưa bao giờ tắt. Dù đã qua lại không biết bao nhiêu người, nhưng đều không có kết quả. Mà đối với những người đó, ông ta cũng chưa thật sự muốn sinh con cho mình. Đến khi ông ta gặp Bảo Quyên. Kìa, anh buông em ra. Chóng hết cả mặt rồi. Chuyện vui thế này, anh phải báo cho mẹ Nhất định là mẹ vui lắm Khoan nào để sau đi Bây giờ mình phải ăn mừng trước Bảo Quyên đi đến tủ lấy rượu ra rót vào ly Đem đến cho ông Tòng Vì đang vui nên ông ta đâu có từ chối Uống hết ly này Cô lại rót thêm ly khác Chẳng mấy chốc ông Tòng đã ngả say Do lúc ở nhà hàng Cũng uống không ít Anh vui quá Anh sắp có con trai rồi Bây giờ em muốn gì Anh cũng chiều em Bảo Quyên đưa ông ta lên giường nằm, sau đó nhỏ nhẹ nói. "Có thật không, em muốn gì cũng được đúng không?" "Đương nhiên rồi." Gương mặt Bảo Quyên hiện lên sự gian xảo, cô ta lấy trong túi ra tờ giấy và cả một cây bút. "Vậy anh ký cho em cái này." "Đây là cái gì mà ký?" "Thì đây là giấy bệnh viện để cho em khám thai mà, họ buộc phải có chữ ký của người ba." ông tòng xem qua dù không nhìn rõ nhưng thấy đúng là giấy của bệnh viện như cô nói nên không do dự mà ký ngay ở bên dưới kìa đang còn một tờ đấy ông tòng đặt bút ký luôn mà không nhìn tới bảo quyên đạt được mục đích nở một nụ cười sau đó đem giấy cất vào túi sách và hỏi tiếp thì mật khẩu máy tính của anh là gì đấy ích 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 thôi anh ngủ đi anh say lắm rồi đấy khi nghe tiếng thở phì phò đều đều của ông Tòng Thì Bảo Quyên chắc chắn ông ta ngủ say Mới lén đến phòng làm việc Mở máy tính lên Dùng mật khẩu vừa mới lấy được Dễ dàng mở khóa Cắn một cái thẻ vào ổ cắm Cô ta sao chép toàn bộ tư liệu mật từ máy tính sang USB Xong hết Cầm chiếc thẻ Rời khỏi phòng làm việc Cô làm cái gì trong phòng làm việc của thằng Tòng thế hả? Bảo Quyên giật thót mình, quay lại thấy bà Hồng sau lưng, vội vàng giấu cái thẻ trong tay ra sau lưng rồi nói ngay dạ con đi lấy hồ sơ giùm anh tòng mà không thấy thôi con về đi ạ à? nói xong bảo quyên đi nhanh về phòng bà hồng nhìn theo thái độ của cô rất mờ ám nhưng bà lại nghĩ rằng chắc là do mình quá đa nghi mà thôi bảo quyên về phòng thì ông tòng nó ngủ say có biết cái gì cô đến bên cửa sổ lấy điện thoại gọi cho ai đó bên kia nghe máy thì nói ngay Việc anh nói Em đã làm xong hết cả rồi Ngày mai gặp nhau Em sẽ đưa cho anh Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 9 của câu chuyện Lấy em sâu làm vợ được viết bởi tác giả Hoàng Chi Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh đọc truyện Chị Dậu Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 9 của câu chuyện này cô gái Tâm An lại quá yêu đuối và để cho bản thân mình gục ngã, không nhận ra rằng người mình yêu đang ở trước mặt mình, cô ấy không nhớ gì cả, và điều này thật là đau buồn, thật là thương cho cô gái tên là Tâm An. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp, tập 10, cũng chính là tập cuối của câu chuyện này. Để rồi xem sau khi mà cô gái tên Quyên có âm mưu chiếm đoạt tài sản của ông Tòng và mang tất cả đến cho Khắc Huy thì cô ta có được như ý nguyện và hai lần mà cô ta đẩy Tâm An thì liệu rằng có ai nắm được thóp và trả thù cô ta thay cho An hay không? Hãy cùng theo dõi với Tâm An ở tập cuối. Sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào lúc 19h45 phút vào tối mai nhé. Và cảm ơn quý vị rất nhiều vì luôn luôn đồng hành và ủng hộ Tâm An trong suốt thời gian qua. Chúc cho quý vị lúc nào cũng có những niềm vui, niềm hạnh phúc. Và tối nay hãy ngủ thật ngon giấc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.